Trong clip này tôi nói với các bạn là chia sẻ về vụ tai nạn thảm khốc ở Bắc Giang mà lái xe Audi tông chết 3 người đúng không? Đây là cái kim tự tháp Ngọc Xá Lợi của ngài Phước Điền, 24 triệu mới xong, đẹp quá, nhìn long lanh, nhưng tôi vẫn để đây tôi ngắm tí đã. Sau khi có cái vụ tai nạn đấy thì mấy bạn ở Bắc Giang bạn mới cũng có nhắn tin hỏi cái quan điểm của tôi. Thì thứ nhất như thế này, xét về mặt đi đường thì cả hai đều sai đúng không? Ông lái xe thì ông say rượu rồi ông phóng nhanh. Cái thứ hai là cái người kia là cũng đi vào lúc đèn vàng là cứ phi thôi. Đấy là một cái thực trạng đi xe máy ở Việt Nam là cứ đi và mặc nhiên là người khác phải tránh mình. Đấy là cái rất nguy hiểm. Nên là những ai mà đang đi xe máy, các bạn lên ô tô ấy, các bạn mới thấy khó chịu. Tức là lúc nào xe máy cũng đánh võng lạng lách trước mặt mình và mặc định là mình phải tránh. Các bạn hình dung không? Tôi thì cũng chả bao biện gì cho ông lái xe đâu, thì ông lái sai rõ ràng rồi. Nhưng mà tôi cũng phải nói thực trạng của những người đi xe máy ở Việt Nam sợ lắm các bạn. Thậm chí là cả cái Việt Nam đi như thế rồi, xong những ông Tây ông sang ông học theo. Tôi đã từng đang đi đường, có ông Tây ông phóng lên ông lạng lách trước mặt rồi ông còn giơ ngón tay ông với mình, mà rõ ràng là ông đi sai. Mình thì đi đúng đường, mình đi đúng làn ô tô, mình đi rất đàng hoàng. Nhưng mà ông từ làn xe máy ông lao thẳng cắt đầu luôn, xong ông giơ ngón tay kiểu ông trêu. Đấy, tức là người Tây người ta sang Việt Nam người ta học được cái tính xấu của người Việt Nam như vậy. Nên là những người đi xe máy các bạn phải để ý lại. Ở đây không phải có hàm ý là đi ô tô rồi mới chê ông xe máy, mà tôi từ người đi xe máy tôi lên ô tô tôi mới phát hiện ra là những bình thường trước đây bản thân mình đi xe máy mình cũng đi mình chả để ý gì hết cả, rất là nguy hiểm. Đấy là cái câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai mà mọi người nói, bạn ý cũng hỏi là 49 với 53, tại vì là thông tin của người này cũng trùng với 49 tuổi. Nhưng mà tôi phải nói với các bạn rằng một điều rằng tôi nói luôn với bạn ấy rằng nếu 49, 53 là đúng theo không ai sống qua 54 tuổi, đúng không? Chúng ta phải có một cái lập luận biện chứng. Nên là cái năm 49, 53 nó không phải là cái để chúng ta quan tâm. Nhiều bạn cũng bảo là làm clip về chủ đề này nhưng tôi thấy nó là một thứ nó rất vặt vãnh. Có thể tôi vẫn sẽ làm riêng nhưng mà đây nó cũng chỉ là một cái hạn thôi, cũng giống như năm nào bạn có sao hạn thì đây cũng chỉ là một cái hạn. Và khi có hạn, bạn sợ hạn thì bạn dùng cái linh phù tam tai đúng không? Tam tai. Tôi đang nói tôi phải chạy đi lấy cái linh phù cho các bạn. Bạn gặp sao hạn thì bạn dùng linh phù thái ất cứu khổ là hết. Chả có việc gì cả, không phải ngại 49, 53. Bạn gặp tam tai thì có tam quan đại đế đứng ở đây phù hộ. Thế còn lo gì nữa? Nên là những cái 49, 53 này các bạn không phải sợ. Đúng không? Và nó cũng không phải là cái thuyết đúng đắn. Vì nếu đúng đắn thì sẽ không có ai 54 tuổi cả. Đúng không? Mình phải lập luận lại chứ. Rất nhiều người chết có vậy. Và 49 đâu? Có người 48, có người 50, có người 70 cơ mà. Nên là những cái này nó chỉ là một loại hạn rất nhỏ. Nó không đáng thì chúng ta phải quan tâm. Thường người ta nhắc đến nó chỉ nói lên cái giai đoạn của cuộc đời nó đã bắt đầu đến cái giai đoạn trung cao tuổi thì mọi người phải lưu ý hơn về nhiều thứ, chứ nó không phải là một cái hạn để chúng ta phải bàn tính. Chứ nếu mà ông phong thủy mà lấy mỗi 49 mà đi phân tích thì đơn giản quá đúng không? Nhưng là tôi bảo mấy bạn này là các bạn muốn chắc chắn mà phân tích về số phận ấy thì đến chịu khó bỏ thời gian đến đám ma đám tang của người ta, lấy thông tin ngày sinh ngày mất, ngày mất biết rồi, lấy thông tin ngày sinh phân tích lá số,
đúng không, đến phụng viếng cho gia đình luôn, có gì đâu. Nên là cái thuyết 4953 nó đừng để các bạn quan tâm và cũng đừng lấy ra để phân tích. Cái thứ hai là nhiều người lấy cái lý do nghiệp, nghiệp chết chùm, đúng không? Thì tôi cũng có làm cái clip đây, nó chỉ là một con ngáo ộp, một ông ba bị để đi dọa, dọa người không biết gì thôi. Tôi làm clip riêng về cái này rồi, nhưng mà theo thứ tự phát thì nó chắc phải đến tháng 7 mới phát. Khi người ta không hiểu một cái gì thì người ta đổ cho nghiệp, người ta gọi là cộng nghiệp ấy bạn, nghiệp người này cộng với nghiệp cái cộng với người kia thì chết một lô. Thì đấy là cái giải thích của những người, người ta không có hiểu biết, người ta đổ lỗi cho một cái ông ba bị, một ông 30 rồi một cái thứ không rõ. Đó. Giống kiểu trẻ, các bạn nuôi trẻ con thì nhiều người hay dọa là ông ngáo ộp không ăn đi, không ông ba bị bắt, ông 30 bắt, đúng không? Nhưng mà khi dạy con thì tôi nói rõ luôn quan điểm với vợ là cấm dọa nó bất cứ một cái gì. Thỉnh thoảng thì vợ, khi con tôi ngủ, vợ tôi vẫn dọa nó, có con muỗi đấy thì nó sợ, nó chui tụt vào giường nó ngủ. Tôi thì lại khác, ví dụ nó ở nhà mà chỉ tôi có con muỗi con ruồi là tôi lao ra tôi đập loạn xạ cho nó chết luôn. Trúng hay không mình phải cho con một cái tinh thần, gặp một con gì mà mẹ dọa hoặc người khác dọa lao ra đập luôn. Thế là nó thành một phản xạ các bạn. Nếu mà ở với mẹ thì nó sợ, nó nhìn, nó chỉ. Nhưng mà khi có tôi ở đấy là nó lao ra nó đập luôn. Mình không được truyền cho người khác một cái sự sợ hãi. Sợ mà không sợ, không hiểu một cái gì thì bảo là nghiệp, để đỡ phải giải thích. Trẻ con không ăn, dọa một ông ba bị, dọa một ông 30, dọa một con áo ộp. Thế là mọi người mang theo một cái nỗi sợ mơ hồ từ bé đến lớn. Ai dọa cái gì phát là sợ. Nhưng mà tôi khác, tôi truyền cho mẹ tôi là giáo viên vật lý, luôn luôn thử nghiệm. Và khi tôi định hỏi cái gì thì bà bảo luôn là mày cứ làm đi. Tức là một người truyền lửa cho tôi, tức là định làm gì làm luôn. Tôi định vừa mới kể hỏi với mẹ là không biết khu này có người nào làm cái này không, tức là mình chỉ hỏi thế thôi. Ăn cơm xong mẹ tôi đi, buổi trưa mẹ tôi đi hỏi luôn đầu giờ chiều, mẹ bảo luôn là khu này có bao nhiêu người, thống kê luôn cho tôi. Thế là hôm đấy tôi choáng, lần sau tôi không hỏi mẹ nữa, là mình định làm gì mình đi hỏi luôn. Định làm gì là làm luôn. Đấy. Nên là tôi kể cho các bạn thêm một một cái câu chuyện là ông thầy tôi. Mục đích tôi ra nước ngoài chỉ đi học đá phong thủy thôi, nhưng ông bảo đá phong thủy tầm thường lắm, phải nghiên cứu cái lắm tiền hơn. Thế ông đặt ra một cái mục tiêu cực cao siêu, ông bảo là ông bảo tôi là nghiên cứu viên ruby. Hơi rông dài một tí tôi nói để cho các bạn biết, đừng sợ gì. Ông bảo là nghiên cứu làm sao để tăng nhiệt đến nhiệt độ nào mà cái vết nứt này nó liền lại, các tinh thể nó tự kết nối lại với nhau thì hốt ra tiền. Tôi bảo thầy thôi em lại thầy, cái đấy thì thầy nghiên cứu mà thầy hốt bạc. Em sang đây em học về đá phong thủy, em chỉ nghiên cứu về sóng, về khí. Và thầy vì là học đá quý thì thầy bảo gì em làm theo, nhưng mà thầy đưa một cái chiến lược viễn tưởng, thế thì nếu em làm theo ngành đá thì em sẽ theo đến cùng, nhưng mà em làm phong thủy em chỉ đầu tư 4-5 năm vào đá quý là em đã đầu tư quá nhiều rồi. Thế là thôi thầy mới ngồi thầy nghĩ một lúc, thầy bảo thôi Việt Nam thì ruby rất nổi tiếng nhưng mà không ai phân biệt được. Bây giờ nghiên cứu ba cái vùng đá mà lại đá giả, đá nhái ở nước ngoài trộn vào rất nhiều, thì bây giờ nghiên cứu làm sao để phân biệt nhanh nhất đá Lào Cai, Yên Bái, đá Lục Hợp, Nghệ An, Châu Quỳ, Lục Hợp gì đấy, tội lâu rồi chả để ý. Nói chung là có 3 vùng ở Việt Nam thì làm sao phân biệt. Thế là tôi mất 3 năm tôi cứ ngồi tôi nghiên cứu về khí, về đá, và bây giờ là
những cái viên đá ở cái vùng đấy là cho vào máy phát nó ra bước sóng các bạn. Cái này thì tôi không dạy ra ngoài đâu, tại vì là các bạn nên nhớ là tôi mất 3-4 năm sáng, trưa, chiều, tối ngồi trên phòng lab chỉ để phân tích cái giải sóng của đá. Cái giải sóng như thế này thì tôi biết là đây là ruby của Yên Bái. Với giải sóng khác nó chỉ khác một tí như thế này, tôi biết đây là của Nghệ An. Nó như vậy các bạn. Các bạn chưa nghiên cứu được như vậy. Và chính từ cái này tôi mới nghiên cứu ra cái hóa giải rất tuyệt vời. Mà tôi cứ hiện nay là tôi mới đang đo tầm long cho các bạn thôi, chứ tôi chưa nói một cái bí mật rất tuyệt vời mà sau truyền nghề, tức là tôi có hai loại truyền nghề. Một loại truyền nghề một năm, tất nhiên là có thể nó sẽ kéo dài đến 2-3 năm tùy theo cái khả năng học, như là cái việc đưa cái khóa học của tôi lên. Nhưng đây là cái này là truyền nghề để các bạn hành nghề được phong thủy thôi. Còn nếu các bạn để thành thầy phong thủy gọi là đứng đầu thiên hạ thì tôi có cái khóa mentor 5 năm cơ. Có nghĩa là có cái gì tôi dạy hết thì lúc đấy tôi mới đưa vào cái khóa này. Có nghĩa là cái hóa giải của bạn nó đưa vào gọi là đỉnh cao rồi. Người bình thường không thể hiểu được, tại vì là tất cả những cái hóa giải, những cái nghiên cứu này là phải nghiên cứu qua máy móc các bạn, qua máy móc hiện đại ở nước ngoài. Mà cái máy để nghiên cứu cái giải sóng này nó hàng trăm tỷ, duy nhất Trung Quốc, duy nhất cả Trung Quốc có đúng một máy đặt ở trường của tôi, duy nhất một máy các bạn. Muốn thực nghiệm là phải xếp hàng, có quan hệ, có xếp hàng và cái viên đá quý mình đến cái lượt để được ngồi nghiên cứu này, đăng ký đến lúc được ngồi nó mất 1-2 tháng. Mà nếu không có thầy mình bảo lãnh nha, thì còn ngồi xếp xó khi 6 tháng không đến lượt. Tại vì có đúng một cái máy thôi các bạn. Nói để các bạn hình dung rằng là chúng ta phải có tinh thần nghiên cứu, và nghiên cứu thì nó phải rõ ràng quan điểm. Muốn nghiên cứu về cái chết, lấy hết lá số ra chúng ta nghiên cứu. Chứ bây giờ các bạn bảo đừng tin vào lá số, xong đổ cho một cái ông nghiệp, đổ cho một ông 30, đổ cho một ông ngáo ô, để cho chúng ta xong việc, phủi tay lại xong. Do ông nghiệp, do ông ba bị, do ông 30. Thì đấy không phải là tinh thần nghiên cứu và cải biến cuộc sống các bạn. Nếu nghiên cứu về tai nạn thì các bạn phải lấy lá số, các bạn nghiên cứu xem thời điểm chết đúng không? Hai là các bạn xem cung đường đi, tìm đường đi để các bạn xem kỳ môn độn giáp, ví dụ như thế. Các bạn, chúng ta phải lấy những cái gì nó có sở cứ một chút. Chứ bây giờ lấy những cái chung chung, chung chung 4953 nghiệp, phúc đức, nói kiểu gọi là ai nói cũng đúng ấy, thì nó dễ lắm. Thôi tôi đầu giờ sáng ra chia sẻ với các bạn một tí, thì tất nhiên đầu giờ sáng thì có thể 10 giờ tôi phát đó. 10 giờ tôi phát. Còn bây giờ tôi phải đi làm việc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.